vấn đề đang nóng bỏng đó là vấn đề hai bên trao trả con tin. Thì giờ quyết định hai bên đều muốn gia tăng, có nghĩa là gia tăng thêm một số ngày đó, có nghĩa là hai bên cũng đã ít nhất vào lúc này có cái hạ nhiệt, tức là để ngừng bắn thêm đó, để mà thả các con tin nữa. Thì chúng ta cũng biết rồi, ít nhất là tạm thời, rồi sau đó là cái ngừng bắn tạm thời, nhưng mà cũng còn có cái tích cực hơn là trước đây thì hai bên căng quá. Và vào ngày 28 tháng 11, quân đội Israel và nhóm Hamas đã tuân thủ thỏa hiệp lệnh ngừng bắn, bước sang ngày thứ 5. Sau khi cái lệnh ngừng bắn 4 ngày đã được gia hạn thêm 2 ngày nữa và phút chót để tạo điều kiện thả thêm con tin. Và có thể biết đâu sau đó họ lại gia hạn vài ngày nữa, mình cũng không biết được cái hướng bây giờ. Từ bên kia hàng rào, Israel có thể nhìn thấy các cột khói đen bốc lên trên vùng đất bị bắn phá tan hoang ở phía bắc dải Gaza, nhưng không có dấu hiệu máy bay trên bầu trời hay là các tiếng nổ. Cả hai bên đều cho biết là có các xe tăng của Israel khai hỏa ở cái quận Raswan của thành phố Gaza buổi sáng sớm, nhưng không có ngay các thông tin là có ai bị thương vong hay không. Một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel, tức là IDF, cho hay: sau khi những kẻ đáng ngờ đã đến gần cái lính của chúng tôi, một chiếc xe tăng của IDF đã bắn một phát để cảnh cáo. Có nghĩa là một, chưa xảy ra cái gì, đây chỉ là một cái tiếng súng bắn cảnh cáo bên kia thôi, khi họ nghi ngờ đó. Trong thời gian ngừng bắn, các chiến binh Hamas đã thả 50 phụ nữ và trẻ em Israel, có những em còn chập chững trong số 240 con tin mà họ bắt cóc ở miền nam Israel trong cái vụ tấn công đẫm máu ngày 7 tháng 10. Và đổi lại, Israel thả 150 tù nhân, tất cả đều là phụ nữ và thiếu niên. Hamas cũng thả 19 con tin nước ngoài, chủ yếu là lao động nông nghiệp Thái Lan, theo các thỏa thuận riêng biệt bên cạnh thỏa thuận ngừng bắn. Israel nói rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể kéo dài chừng nào Hamas còn tiếp tục thả ít nhất là 10 con tin một ngày. Nhưng khi số con tin phụ nữ trẻ em càng ngày càng ít đi, việc giữ im tiếng súng sau ngày 29 tháng 11 có thể cần phải đàm phán, để lần đầu tiên có ít nhất một vài người đàn ông Israel sẽ được trả tự do. Bộ trưởng An ninh của Israel là ông Gideon Saar đã nói với đài phát thanh quân đội rằng cái việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày đã được đồng ý theo các điều khoản thỏa thuận ban đầu. Và Israel vẫn sẵn sàng kéo dài lệnh ngừng bắn lâu hơn nữa nếu có các con tin được thả thêm. Qatar là cái nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính trong cái vụ này, đã có sự đàm phán với sự tham gia của Ai Cập và Mỹ, hiện đang tìm cách kéo dài thêm cái lệnh ngừng bắn này trên cơ sở là Hamas phải thả thêm con tin. Đây là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar là Al-Ansari đã nói như vậy. Khi Israel thả 33 tù nhân cuối cùng từ cái nhà tù Ofer ở bờ Tây đã bị chiếm đóng tối ngày 27 tháng 11, theo như thỏa thuận ban đầu, quân đội của họ đã đụng độ với một số người trong hàng chục người Palestine đang chờ đợi bên ngoài nhà tù. Israel đã bổ sung thêm 50 phụ nữ Palestine vào danh sách 300 tù nhân được trả tự do thỏa thuận ngừng bắn. Và đây được coi là dấu hiệu cho thấy họ đã chuẩn bị đàm phán để có thêm con tin được thả trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn có thể kéo dài hơn nữa. Chúng ta nhớ là lúc đầu họ nói khoảng 240 con tin, nhưng thực chất bây giờ con số còn lại mình thực sự không ai biết được. Tức là ý chúng tôi nói là trong thời gian vừa rồi đó, họ có sát hại người nào không? Tức là những con tin nào còn sống mình cũng chưa biết, là cái tin lúc đầu cứ nói chung là bắt khoảng 240 con tin Do Thái thôi, và các nước có nhiều quốc tịch. Nhưng bây giờ thì thực trạng họ cũng chưa cho biết, và có thể những ngày tới mình biết là có những tù nhân nào trong cái thời gian vừa rồi đó, con tin nào đã vì những cái cao điểm họ sát hại hay không. Thưa quý vị.